Hello, xin chào tất cả mọi người. Tuấn đang có mặt tại khu vực Diên Thọ. Thì khu vực này hiện tại Tuấn đang có 8 sản phẩm. Thì đây. Diện tích thì dao động từ 100 cho đến 150 mét vuông. Giá thì cũng dao động từ chỉ có 500 triệu cho đến 550 triệu thôi. Hiện tại tất cả khu này đều là phun thổ và có sổ sách đầy đủ. Con đường này thì hiện tại đường hiện trạng là 6 mét và sẽ được quy hoạch là 20 mét. Còn con đường này đây thì mình sẽ là mở 6 mét và đường phía trước là tỉnh lộ 2 để mình đi gần cách tỉnh này cũng chỉ tầm 250 mét và đi về phía trên sẽ mình sẽ đến khu công nghiệp Diên Thọ, còn phía bên trái mình sẽ đi về Nha Trang và đi cũng chỉ mất 20 đến 30 phút thôi. Thì anh chị nào quan tâm đến khu vực này thì có thể liên hệ Tuấn để có thể Tuấn tư vấn và hỗ trợ để mình có thể sở hữu được một lô đất ưng ý. Xin cảm ơn.